Festival Văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai năm 2023 đã khép lại thành công rực rỡ. Gia Lai cũng trở thành cầu nối kết nối và quảng bá di sản Cồng Chiêng, đồng thời gắn kết các tỉnh Tây Nguyên thông qua văn hóa. Đây là lần thứ 3 tỉnh Gia Lai tổ chức Festival Văn hóa Cồng Chiêng trong nỗ lực bảo vệ phát huy giá trị di sản. Trước đó, năm 2009, Gia Lai tổ chức Festival Văn hóa Cồng Chiêng quốc tế lần thứ nhất, có 63 đội đại diện cho 6 quốc gia tham dự. Đến năm 2018, Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai được tổ chức với hơn 1.000 nghệ nhân của 25 đoàn cồng chiêng đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên. Do đó, Festival Cồng Chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với nhiều sự khác biệt, đổi mới để khẳng định một lễ hội xứng tầm khu vực. Qua đó, Gia Lai cũng trở thành cầu nối để kết nối và quảng bá di sản cồng chiêng, đồng thời gắn kết các tỉnh Tây Nguyên thông qua văn hóa. Tôi đến đây được học hỏi các văn hóa của các tỉnh bạn. Đây là một cái để tôi mở mang kiến thức và học hỏi các văn hóa của bạn. Có thể là mình sẽ lồng ghép xã hội hóa phối hợp với nhau và biết thêm các cái văn hóa của dân tộc tỉnh bạn khác. Đây cũng một cái là vinh dự và may mắn cho tôi được đến tại cái hội văn hóa của Festival ngày hôm nay. Festival Văn hóa Cồng Chiêng được tỉnh Gia Lai chuẩn bị kỹ càng, chu đáo đã mang đến một đại tiệc văn hóa trên tinh thần tôn vinh và kết nối, xứng đáng với vị thế của một tỉnh sở hữu nhiều cồng chiêng nhất Tây Nguyên, đồng thời là nơi diễn ra những sự kiện mang tầm quốc gia về quốc tế liên quan đến di sản cồng chiêng suốt những năm qua. Tổ chức về Festival Cồng Chiêng Tây Nguyên thì đối với tôi thì rất ấn tượng đối với Gia Lai. Năm 2018 là chúng ta đã tổ chức rất là thành công festival lần đầu tiên mà ở Gia Lai, và tiếp tục đến bây giờ cũng thế, với năm tỉnh Tây Nguyên, với các dân tộc anh em của năm tỉnh đã tụ hội về đây, thì tôi cho rằng là một cái công tác tổ chức hết sức ý nghĩa và được ban tổ chức rồi là chủ nhà đón tiếp một cách hết sức là nồng hậu, cũng như là công tác tổ chức hết sức là chu đáo. Tinh thần kết nối, tôn vinh di sản cồng chiêng và những chủ nhân của di sản đã trở thành sợi dây xuyên suốt kỳ lễ hội. Dòng chảy kế thừa và phát huy giá trị di sản đã được thế hệ trẻ thể hiện trong niềm tự hào. Giúp em là biết rõ được những văn hóa đặc sắc của đồng bào mình và lưu giữ mãi những cái nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Gia Lai ấy, thì thấy rằng là cái công tác tổ chức để đưa các nghệ nhân của các huyện lên trên này đầy đủ với những cái sắc màu và tạo lên một không gian hết sức là tuyệt vời. Ở ngay đây đây tôi đang nhìn thấy là rất là đẹp, bởi vì là các huyện lên đây tôi cũng đi rất là nhiều, một số huyện mà các bạn đưa đến các đoàn nghệ nhân hết sức là chu đáo, và công tác bảo tồn là tôi thấy là Gia Lai là một tỉnh là bảo tồn cái công tác văn hóa rất là tốt đẹp, và nghệ nhân thì hưởng ứng rất là đông và tạo lên một cái không khí của cái lễ hội, cái festival cồng chiêng mang một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt đối với toàn thể cả nước nói chung, cũng như là công tác bảo tồn cái di sản mà UNESCO công nhận của chúng ta là di sản văn hóa của nhân loại. Đồng bào năm tỉnh Tây Nguyên đã đồng lòng hội tụ về Pleiku để nói với bạn bè trong nước và quốc tế rằng bằng nhiều cách chúng ta đã và đang gìn giữ và phát huy những giá trị tinh hoa của cồng chiêng Tây Nguyên. Ngàn tiếng chiêng đã vang trên lễ hội đường phố, trên những thảm cỏ xanh Gia Lai hay trên sân khấu lộng lẫy buổi khai mạc, để lại dư âm đẹp về một lễ hội thành công rực rỡ.